Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel YouTube của Anphat Computer. Và ngày hôm nay thì Việt Anh sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một cái bộ cây máy tính pickup trong tầm giá là dưới 15 triệu đồng. Và nếu như các bạn nhớ các video lần trước mình nhảy từ 14 triệu này xuống chỉ còn là 12 triệu thì ngày hôm nay nó sẽ còn tụt xuống chỉ còn là dưới 9 triệu đồng mà thôi. Và nó sẽ mang cái tên đó chính là Pickup Value R38. Vậy với một bộ PC gaming hoàn toàn mới mà có mức giá siêu rẻ này thì nó sẽ làm được những gì? Thế cùng mình theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Ok, và trong tầm giá là dưới 9 triệu đồng mà lại hoàn toàn mới này, chơi được các game online hiện nay thì chắc chắn các bạn có thể đoán ra đó chính là bộ máy tính này sẽ đến từ nhà AMD đúng không nào? Chính xác là như vậy, trái tim bộ máy này sẽ là con chip Ryzen 3 2200G với 4 lõi thực và 4 luồng, tốc độ là 3.5GHz, turbo boost lên nó sẽ là 3.7GHz. Thì tiếp nối thành công của thế hệ chip Ryzen thứ nhất thì thế hệ chip Ryzen 2 còn đem lại nhiều thứ hơn nữa dành cho người dùng trong cái mức giá cực kỳ bình dân của nó. Với con chip Ryzen 3 2200G với mức giá khoảng tầm chỉ là 150 đô, nó sẽ có đến 4 lõi và 4 luồng, tức là sẽ tương đương với các thế hệ chip i5 tính từ đời Kaby Lake trở về trước bên phía nhà đối thủ là Intel. Mà mức giá của bên phía nhà đối thủ thì luôn luôn khoảng tầm gấp rưỡi cho đến là gấp đôi luôn. Thì đương nhiên, con chip Ryzen 3 2200G này đem đến rất nhiều sự lựa chọn cũng như tiết kiệm chi phí dành cho người dùng. Tuy nhiên, số lõi số luồng lại không phải là yếu tố chính dẫn đến thành công của các con chip Ryzen thứ hai nói chung cũng như là con chip Ryzen 3 2200G nói riêng, mà đó chính là sức mạnh đến từ VGA tích hợp, hay còn gọi là Vega On Board, mang cái tên nó chính là Radeon Vega Graphics. Và cụ thể đây với con chip Ryzen 3 2200G này, đó chính là chip đồ họa tích hợp Vega 8. Vậy thì sức mạnh của cái iGPU này nó nằm ở mức nào thì sẽ nằm ở phần sau của video, tức là phần test game các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với các linh kiện đi kèm với con chip Ryzen 3 2200G này. Đầu tiên chúng ta sẽ có mainboard là A320M Granite đến từ MSI. Chúng ta sẽ không phải dùng những cái chặn FE giống như các mainboard thường khác, mà chúng ta sẽ có một cái bề mặt được tạo sẵn luôn với chất liệu là nhựa nhám nhìn rất là thích mắt, cùng với đó là họa tiết MSI được làm cực kỳ nổi bật. Chúng ta sẽ có các cổng USB đời mới như là USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, cùng đó là các cổng kết nối là DVI, HDMI và VGA rất là đầy đủ luôn. Còn lại về mặt thiết kế, chúng ta sẽ có một cái tông màu xám nhìn rất là gaming. Và về bộ nhớ, chúng ta sẽ có nó cho một thanh RAM 8GB ADATA với tên gọi đầy đủ là XPG Gamix D10. Thì đây vẫn là một trong những thanh RAM mà mình thấy rằng trong tầm giá là trên 2 triệu một chút thì nó sẽ có được cả tản nhiệt này cũng như thiết kế rất là hầm hố và gaming. Cùng với đó, chúng ta sẽ có những cái phụ kiện khác như là ổ SSD 120GB đến từ Clockway cùng với bộ nguồn là Arcbell Tora 420. Còn lại là về vỏ cây, đương nhiên chúng ta sẽ vẫn có một cái bộ vỏ cây rất là quen thuộc trong tầm giá rẻ này, đó chính là First Player Dancing V3. Thì với kích thước khá là nhỏ gọn này thì nó sẽ rất là phù hợp với những góc gaming, không cần to quá, không cần quá hầm hố, mà nó sẽ rất là thoải mái cho các bạn học sinh sinh viên không có quá nhu cầu về những bộ máy khủng này, mà nó sẽ tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi, đó chính là chúng ta sẽ có những cái khung rất là chắc chắn này, cùng với đó là bên trên nó sẽ có hẳn một cái lớp hút bụi có nam châm luôn. Và tuyệt vời nhất là nó sẽ có hai mặt kính, một cái điều khá là thời thượng trong cái tầm giá là 500.000 đồng dành cho cái bộ vỏ cây này. Ok, và chuyển ngay sang phần mà chúng ta chắc chắn là chờ đợi nãy giờ rồi, thì đó chính là phần test game. Với Liên Minh Huyền Thoại mình đặt luôn ở chế độ max setting luôn thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 80-90 FPS. Khi vào giao tranh thì nó sụt xuống khoảng tầm là 60-70 thôi. Còn với FIFA Online 4 thì mình đặt rất là bình thường, mình đặt ở chế độ trung bình thì máy sẽ cho cái FPS khoảng tầm là 80-60. Còn khi mà mình vào các hiệu ứng hoạt cảnh như là cảnh cầu thủ khi vào trận đấu hoặc là các cảnh loát sân vận động thì nó sẽ rớt xuống một chút, khoảng tầm là 40-50. Còn lại với các tựa game đến từ Steam thì có lẽ rằng cái bộ cây này nó hơi quá sức một tí. Với CSGO thì mình phải thấy rằng đó chính là máy sẽ chỉ dừng lại ở khoảng tầm 40-70 thì cảm giác chơi của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn lại thì với PUBG, một cái tựa game quả là, gọi là khá là nặng, thậm chí những bộ cây 12 triệu còn khốn đốn, thì với bộ cây này nó chỉ dừng lại ở mức đó chính là Very Low, và HD thì nó sẽ dừng lại ở mức đó chính là 40 FPS. Thì nếu bạn nào mà tra hack được thì ok, còn nếu bạn nào cảm thấy có khó chịu thì tốt nhất là nên ra quán net. Hoặc là bạn nào mà nếu muốn phát triển thêm thì sau này các bạn có thể mua thêm một cặp 1050 Ti, thì nó cũng chính là cái bộ đó chính là R38-10504 trong cái phân khúc là Gaming Advanced mà mình đã giới thiệu trong video cách đây khoảng tầm 2 tuần. Và đó là những chia sẻ của mình về bộ cây máy tính cực kỳ tiết kiệm trong tầm giá chỉ là 8.899.000 đồng mang cái tên đó chính là Pickup Value R38 đến từ Anphat Computer. Các bạn nghĩ sao về bộ cây này, các bạn có muốn mua nó không? Trong tầm giá là 9 triệu thì hãy cùng comment xuống bên dưới nhé. Còn nếu có thắc mắc gì thì cũng cứ comment, nếu support được bọn mình sẽ support ngay ở dưới comment cho các bạn. Còn không thì các bạn hãy chờ vào những số gọi là hỏi đáp cùng Anphat thì chúng mình sẽ tổng hợp tất cả câu hỏi của các bạn luôn nhé. Còn đến đây, video sẽ được kết thúc và xin chào, hẹn lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.